Cái bài blend này thì chúng ta thấy là bốn màu khác nhau. Thì chúng ta dùng công cụ test căn bản, click một điểm thôi. Click một điểm thôi, sau đó chúng ta gõ chữ blend vô. Và chúng ta thấy cái phông chữ này nó dày và nó không không có móc, nó không có mình cái móc chân như thế này, cho nên chúng ta phải đổi sang một cái phông khác nha. Không 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 có chân nha. Đó, ví dụ phông này cũng được, vẫn vẫn có chân, không được. Đây, phông này là hoàn toàn không có chân thì nó đúng đúng cái thuộc tính, đúng cái dạng thuật mắt của nó. Rồi kế tiếp thì về màu sắc thì chúng ta copy ra phía sau một cái nữa nha, copy ra phía sau một cái nữa và thu nhỏ lại, và phía sau này nó là màu đen nè, à, không phải luôn. Tôi thấy là nó không có nhỏ, chẳng qua là nó nằm ở nó lệch thôi, chứ nó không có hề nhỏ nha, nó không hề nhỏ. Nó là sang một bên. Ở phía trước này nè, chúng ta mới đổi màu cho nó, mỗi cái tự như vậy á thì nó mang cái màu khác nhau. Mà cứ đổi màu đi, cách riêng ra làm cho nó dễ, là nó bị khỏi bị vướng víu này. Phải dùng chuột thôi, không thể dùng phấn cắt được. Dùng phấn cắt là chữ Y ấy, là hướng màu á, mà chữ V thất lệnh á, nhưng mà những chữ V Y vô là nó sẽ nó chèn cái tự Y V này luôn, cho nên là chúng ta không có dùng phấn cắt được, chúng ta phải tự làm thủ công từng tự một thôi nha. Rồi lên xong để vị trí này, cái lên này á, là nó nằm ở phía nó lệch á, nó lệch phải nằm ở phía dưới thôi. Lệch lệch xong rồi mình ra phía dưới là cần trên ship mở ngoặc vuông này xuống dưới cùng đó, rồi sau đó chọn cả hai, rồi object blend mesh đó thì nó trộn xong rồi. Chúng ta tiếp tục blend, chúng ta vô blend option, blend option chúng ta vô step, vô step tăng cái bước lên từ một bước thành 30 bước chẳng hạn, review đó, thì nó trộn vô cho mình ok ha. Đó, khi đó thì nó mới ra được như thế này, sẵn tiện là luôn chữ dưới luôn blend. Rồi chúng ta sẽ copy xuống dưới một cái để dành, copy một xuống một cái để dành như vậy ha. Dưới này thì chúng ta lại cho nó màu vàng, có màu vàng lên vô. Rồi viền thì chúng ta sẽ cho không có viền gì cả, không viền gì cả. Rồi và copy ra phía sau một cái khác, phía sau này chữ nó nhỏ lại, chữ nó nhỏ lại đó. Rồi chữ này thì chúng ta sẽ hút cho nó một tiếng, tiếng hay xanh gì đó. Đó. Chúng ta sẽ chọn hai cái này, chúng ta lưu ý là cái phần copy ra nó thì nó ở phía trước, cho nên chúng ta phải cho phía sau, cho nó ở phía sau là Ctrl Shift hoặc ngọc vuông nó cho xuống phía sau. Rồi chọn cái hai cái này chúng ta mới Object Blend Mesh, Object Blend Blend Option, chọn Step tăng lên cũng là khoảng 20 bước cho xem. Rồi ok, đó thì nó ra kết quả. Còn cái viền đen này nhé, là chúng ta sẽ lấy cái này đưa lên nè nha, cho nó đó, rồi cho nó không màu và viền này viền đen, cứ phải chế lại thì nó mới ra đó. Hiểu không? Tức là phía trước này á, là nếu mà có viền á, thì phía sau kia nó phải nó có viền luôn, thì nó kia blend á, thì cái hai cái màu nó sẽ hòa nhập vô, chứ ta không thấy được cái chữ đen đậm như vậy đâu. Đó, thì kết hợp lại rồi xin mời đứa mình làm hai ba tập ở dưới nữa là xong luôn đó.